Khánh mới vừa chạy xuống nhà của anh Tân. Thì bữa nay là chiều, dạ Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và bạn thân yêu. Bữa nay là chiều mùng ngọt thì anh Tân có rủ Khánh là xuống ngay ăn Tết với nhà của anh Tân chơi cho vui. Thì Khánh mới vừa chạy xuống tới. À, Khánh mới mua một thùng nước ngọt nhỏ nhỏ. Vậy vô. Khánh thấy là ở đâu nhà cũng có anh hai chị hai. Tha nữa. Con mấy chút gia đình mạnh đó không? Hai, chị hai. Ừ. Dạ. Hello. Đâu rồi? Đây, sao mà để cái bít? Dẫn mới rồi mới. Tên hỏi gì vậy? Nhận cho. Nay nhận cho. Nay nhận. Nay nhận cho em ơi. Nay như hàng mùng một là như là bên đồng quê. À, xuống nhà của ba. Ừ. Ba của anh nha. Dạ. Thì chú nhà anh Sơn. Dạ. Thì như là nhà của ba. Ừ. À, nhà của Tân. Em bà già anh hai món quà của ba. Ừ. Trước thì rất cảm ơn các cô và các chú. Ừ. Có xem kênh qua. Ừ. Quê. Ừ. thì cũng cảm ơn. Nhưng mà các bạn có xem qua, các bạn nhớ đăng ký. Dạ. Nhấn chuông. Dạ. Có nhiều. Dạ. Nhận rồi ha. Nhận rồi. Anh hai. Dạ, cảm ơn. Dạ. Anh đứng ngoài này ra hả anh? Bỏ xuống cùng anh. Mẹ em con hả? Qua. Con hơi gì? Em con, à, em út con. À, tại lo dồn đó. Mẹ con đá rồi. Dạ. Có đá sẵn à? Con đá. Đá hả? Ờ. Con đi mua cho. Mày chạy mua giùm mẹ đây. Rồi rồi rồi. Con cà của Lý nè. Mở nó biểu đem con cho em đi không biểu. Gì tao không gói xài hả? Không biết nó kêu lại đi em lấy. Mày không luôn. Mày gì cho đủ. Cho đủ. Cho đủ à. Anh làm nước mắm chưa? Cái này ăn khỏi nước mắm. Vậy hả? Đây mặn tết tết luôn rồi. Cái này làm cho nặng dữ lắm. Này nước mắm ngọt chưa? Ờ chú ngọt nhất vô đây nè. Nó mới ngon. Ăn thôi là ngon mà. Ờ đúng rồi. Biết rồi, này nó mới chua ngọt vô nó mới thơm mới ngon. Thì đâu có biết làm đâu. Biết làm gì đâu. Nãy tao quất vô cái mặn chát nó ngửa luôn. Phải không? Đúng rồi, con khô nó mặn, cái này nếu chua ngọt nó mới thơm nó mới ngon. Tôi ăn chay đâu có biết đâu tôi làm. Nãy quất chua ngọt chắc chanh đồ vô đi. Gì? Tỏi ớt luôn. Dạ gì bà này. Có gì đưa em phụ không? Đó đi. Nè, con dắt nó đi, chè đậu. Chanh đậu vô. Chanh với ớt. Mà vậy nãy giờ làm hết mấy con rồi cái chọc cái xài. Anh em nhỏ từ sáng. Sáng vậy hả? Vậy hả? Đỉnh luôn rồi mà chưa có biết làm cái món đó. Anh em thằng nào cũng ăn cũng khen nó nước cả nè. Tao nãy tao ăn không biết ăn mặn. Mặn có chị biết rồi chứ bà toàn làm ăn này có cái món này đâu có thằng nào nhậu đâu. Vậy hả? Đợi đâu không? Được hết. Đây để tao. Có không giờ không? Rồi hiểu rồi, tao dạy quá. Đó phải không? Đó. Mới bất đích nó biết liền. Mày ra hiểu tao cũng biết nữa. Dương gì qua ha. Ừ. Nó là uống thấy ta rồi. Nó là bà Lai nè. Nó giỏi lắm. Ai vậy? Anh Tân. Tao coi trên mạng tao thấy nó biết làm hết trơn, nấu lẩu rồi tao phái luôn. Chứ anh còn biết cho con bú nè mà. Đây, sao? Tao còn biết con mà. Mắm với cái tô hả? Tạo ra được mà. Tao tăng mặt cho. Trời, nó người ra bỏ mẹ cha nuôi thấy bà ở đó. Nó giỏi. Thấy gì? Xách ra đi để làm cho. Đi. Nãy giờ rượu với cái này nó nếm cũng như nhau. Mắm này lấy cái này. Hả? Đây là mắm chơi, là chơi vô cái đó. Chứ khô á. Tao khen bận đồ con này đẹp nè. Coi trên mạng á. Có cái màu kem nữa hả? Màu cái sữa vậy á. Ông sợ đó, mai cái lửa quá chứ. Còn có làm gì đó anh hai? Đâu có đâu, cái đó ngon quá vậy. Vẫn có được, vừa giảm hết sức vậy. Không làm, màu gì đẹp rồi chị. Hả? Dạ Nguyễn Văn. Chị hai. Người đẹp mà áo, màu gì cũng đẹp rồi. Ờ, cũng có mà mai cái kiểu đó mà coi đẹp. Tao thấy quay clip á, tao thấy. Tao để đẹp. Con thấy đẹp, con mua đại. Vẫn có được. Mà cái miệng của bà chủ tiệm nó dẻo hết hồn luôn. Bà bán dẻ hả? Bán đồ hả? Dẻo hết hồn. Mẹ chỗ con mua hoài hả Thanh? Dạ.
mẹ chỗ dắt Thảo đi mua hả? Không phải. Cũng bán hả? Mẹ chỗ con mua áo qua rồi. Dạ không phải. Mà nó có được cái bộ đồ đen nữa, bộ đồ đen tao khen. Bộ đồ đen, bộ đen cổ mẹo mẹo đó. Đó bạn có được á. Bạn bạn đó đồ nó có trẻ. Không có, tôi nói khách bận độ coi trẻ, coi thấy thương. Ừ, sống lâu năm. Ờ, tao lâu năm chứ tao đâu có già. Ừ, biết rồi. Ừ. Khách nó mốt vậy trời, không có ai làm mai cho thằng Đạo coi. Con đâu dám làm mai cho mẹ nào độc thân rồi như nó vậy đó. Anh Đạo là nào có vợ lần này chơi chưa, tại nó ở giá đó. Vậy hả? Ừ. Anh có quyết tâm không anh Đạo? Tâm gì? Nó hồi đó nó đi học gì ra trường rồi sao nó không làm ta? Ai? Đạo á. Vậy giờ đang làm trong trường. Chứ em học cũng ra đường có làm cũng làm. Hồi đó nó học gì tao quên rồi. Anh Tân học gì ạ? Đạo á. Chị ra nơi đang còn làm chứ. Hồi đó anh học nghề gì Đạo quên rồi. Hồi xưa á. Này xô không cho, để cho anh đi ngủ lớn không đi. Bỏ người lớn ăn gì đó. Trong đây có để gì vậy? Chưa gì cái chén nước mình rúi vô. Xài với cá vậy là hai thằng nhậu tiếp không biết nhiều. Chắc chanh rồi đó hả? Ừ, chanh uống không biết nhiều chai nói rồi nè. Cái chanh với đường với chút bún mắm. Vậy mà nhậu ông nào cũng ăn, Đạo làm món đó thôi mà không nghe. Vậy hả? Nghe chung ba. Tôi đổ sao rồi anh ơi? Cái đó dài vậy, tôi đổ đâu. Bỏ xài hả? Ừ, mẹ gì? Bỏ xài thôi, em tưởng nó đổ. Xài ghê. Xài rồi, hiện giờ anh đổ miếng đường, miếng ớt, miếng tỏi. Ừ. Anh tưởng nó đủ rồi, nãy giờ anh cũng không đủ. Rồi, bỏ đường có rồi á. Bỏ đường hả cậu? Ừ. Đổ. Vậy có... Chút đường vậy, chút đường. Vậy đúng rồi, vậy đâu có gì nữa không? Hả? Rồi, vậy sẵn tay đứa nào làm luôn đứa. Được rồi. Nó vào tay. Vào tay trộn vô. Mày sáng giờ uống gì cho Tân? Mấy dài. Có rau thơm không? Thôi ngọt chế đi. Rau răm rồi có đó. Không, rau răm không được. Sao ăn tự giận hả? Không có ăn vô uống coi cái này hồi chết. Kỳ vậy? Ai đồn? Thì có nhậu rồi tôi mới biết. Kỳ vậy? Ừ. Có hung cây rồi nữa ha. Hung cây cũng đứt nữa. Thôi để tao ăn cho. Ừ. Không có à, nói túng rồi đó chứ gì. Một rừng mới kia ra mà. Cái gì vậy? Ai nói vậy? Ờ, chết. Mẹ con khổ ấy. Không nó phát động người ta rồi. Thấy à, thấy đâu. Tại vì đậu anh Phan mà đứng ra. Thôi chúng mày một cánh không á. Mẹ men thương quá cũng lận luôn. Vậy hả? Ai biết. Quen ở mấy người chả đi cấp cứu rồi đó. Để gì để gì? Con đâu biết để gì đâu. Không kêu con làm sao thì con làm vậy. Mấy cậu Sơn mới để vô miếng đường nè. Đường thì cứ giống như tại một một. Tại vì cô nó mặn. Ờ cô nó mặn. Mình thấy đường đi đi nhiều. Đường với chua á. Chua một một nó ngon. Ừ. Cái này lại cô nó mặn rồi. Ừ. Không có gì nó không thơm. Mình phải cháy tỏi á. Tỏi cháy với lại thầy Phi á. Cho nó mới thơm. Chắc chưa quá con hay chưa. Miếng đường nữa. Cho nó thơm được. Miếng đường nữa con. Nhắc coi. Ủa xài mà nãy giờ tưởng đâu đủ. Tao cũng đủ đủ thôi. Thôi vào mà cái xài. Xài. Ba. Ba cái cô. Cô nào? Mày. Ở đâu? Tăng lì xì con là con. Tăng lì xì cho tôi rồi ơi. Tăng lì xì cho ai? Con lì xì cho con hả? Thôi ơi. Thấy không? Nó tự làm luôn. Anh có kêu nó làm không? Không ạ. Con không biết gì nữa. Cái này thôi tôi không bài. Cái này anh bài nè. Không bài. Cha nó bài chứ ai. Tặng quà gì hả? Hỏi nó coi. Ê cô biểu ơi. Mày á. Nó Khánh nó ngoài nhỏ con quá em. Đây là con của anh Tân làm quà tặng cho Khánh, lì xì cho Khánh nè. Con đây có đây coi 9.000 đồng. 9.000 đồng. Đó. Còn ở trong đây thì còn có một cái đây hồi sáng nó lì xì cho bác hai nữa nè. Để kêu là đây con. Ủa sao trong đây không ghi gì ra hả?
Nó làm chứ tôi không bài nha. Nó anh bài vậy chứ mày. Không có hả? Không có đi học tự nào lớp mấy rồi. Nó có hai mở hay ba hai. Học lớp mấy rồi? Nói nè. Nó học lớp mấy? Nè sao nó lì xì tao không biết cái dụng gì nữa. Học lớp mấy vậy? Ở đây coi cho coi. Có thì cái bầu xì giống như thế nào? Giống. Bữa hổm nó dành 500 đến cái sáng nó lì xì cho tôi đó. Chứ không phải chơi đâu. Không có, nó học lớp mấy rồi. 9.000 luôn. 9.000. Ủa sao mỗi người nó đúng là đúng 9.000 à? Ai biết nó làm phong thủy thì tôi cũng làm. Phong thủy. Ngủ á, thì ngủ nó lẻo heo á, mà nợ cho nó. Một ngày nó ngủ á, bà nội trả cho nó 1.000. Nó đi dành, nó trì trì cho nó. Ngủ với bà nội hả? Ngủ với cha. Bà nội. Ngủ với bà nội á. Ngủ với bà nội công là toàn đêm 1.000. Ngủ trưa á. Ờ. Đây đây đây, nó mấy bữa nay nó lấy con heo ra đột đột 200 mấy gì đó. Trời ơi, vậy là ngủ cũng lâu rồi nha, cả năm tài á. Ờ, với cái bằng hổm tiền tôi cho đó. 500.000 sáng lì xì tôi. Nó lì xì anh hả? Ờ, nó lì xì thôi. Hết 500 không? Đủ 500 luôn nè. Hả? Ừ, giật mình luôn. Cái vụ này tôi không bài đó. Đâu quá em. Thấy thương hả? Rồi, vậy bỏ vô vậy hả? Không thơm gì đâu hả? Tại vậy con hổ nó thơm rồi. Bà lấy không có mùi mà. Trời ơi, hồi sáng giờ hồi sáng giờ nghỉ 4-5 ký xài chứ. Chứ con lấy gì? Con lấy không có mùi. Cả ký mấy lần thơ rồi đó. Thơ rồi đó. Mà không có thơm cái gì mà giờ ngon, bảo đảm ngon hơn hồi nãy á. Bà lấy dĩa, bà hót ra giùm đi. Bà hót bên kia đó. Ừ. Đây nè, đây nè, lấy cái này đi. Này gì? Có này gì ơi? Có gì ơi? Tự nhiên thôi là sẽ thơm. Ngồi thơm sỉnh luôn. Cái thơm bắt đầu. Cái đầu. Ngồi chậm nhẹp. Lại đây lì xì 2 tỷ lấy không? Bây giờ mời ra hết nha. Anh em nhà không à. Đi, bảo. Quay nè, quay dễ lên chứ. Ủa này da heo gì vậy cậu? Ờ, da heo... Hay làm, anh hai làm heo chiên, qua heo chiên bún. Anh hai làm giòn. Hả? Anh hai làm khéo vậy? Da heo chiên bún giòn. Dạ. Chị hai làm hả? Anh hai làm? Ngồi ăn mấy miếng da heo rồi. Nên lấy cái chén khác qua. Da heo làm. Khéo quá ha. Đây là món da heo chị hai làm hả? Chiên bún giòn nha. Ổng làm á. Anh hai làm. Khéo, còn đây là tép luộc. Còn đây là mắm tép. Mắm tép. Anh hai đem lên hả? Ủa ba. thấy cái mặt ông mà biết là mỗi vợ rồi. Nha. Giờ mày khẩu trang kìa, nãy giờ bị chửi um sùm hết trơn. Trời ơi, đang rác nội vô đi, tại đứng không có tại. Lấy cái đầu lao hả? Chủ cần lao cái nghe là còn có răng. Qua đó cái hả? Là mình mấy cái lực cho bác cũng lo mình nha. Mấy mình vợ rồi nha. Trời ơi. Nha. Chạy hay nào mình này cũng có ổn định đó nha. Nhưng mà con cái á đây rồi ngồi đi. Em ngồi đi, chắc cái tâm này cho nó mát. Ngồi đây đi. Đây ngồi đâu? Ngồi đây, em ngồi chỗ này. Đây ngồi đi. Hai ngồi kế bên đây đi. Đi vừa chỗ à. Chỗ nó mát á. Ờ, chắc thao. Nắng chiều, nắng chiều. Chỗ đó em ngồi á. Nhường chị á. Nắng chiều mà. Tôi mời Phương, tôi mời. Bỏ vô xe đi. Đây có mình ông. Đi về bỏ xe đi. Đây nè, lại đây nè. Thấy không? À, đây nè, có con. Con nè. Cho nước chay đi. Ngon nè. Cho nước ngon đi con. Mẹ lấy cho anh Hai đưa nè. Gọi chị hái. Ờ. Bà có tính quay á. Tính quay đâu, không có tính thế nào. Chị về nè. Chị đâu. Giờ chị trí cũ ở đây. Ngồi anh đi. Đây ngồi thầy. Đi khai ở đây chứ ngồi gần chỗ. Chị trí cũ ha. Chị trí cũ. Rồi. Cũ chỗ nào tao. Chén đũa qua đâu? Nó cái vô cái kinh luôn. Khỏi cái cái đầu nó là hồi gì khỏi. Chén đũa của tao bây giờ. Đào hả? Thôi nó vô cái kinh luôn á. Khỏi có cái miếng nào mà đứng mà phê á. Nói gì? Con ta nó đứng phê ở đâu ngoài hả? Nó bay vô á. Thôi vô cái kinh nó khỏi phê à. Nó chọc nhau mà hai đứa này giận hoài ta. Thôi vô kinh này khỏi có lời với con. Lớn rồi tôi giận hoài cũng vậy à. Nó thấy ướt rồi em. Ngồi dây đảo. Tôi còn sống tôi gì đầy chứ. Đầy tôi còn chứng kiến được. Rồi đi cá. Mới mót cậu râu đi để già hơn vợ bỏ bây giờ.
nữa. Trời ơi. Còn cái mừng nữa. Rồi đi ăn mai quay. Ăn gì bình thường. Ôi trời ơi, đi đâu ngồi đây cái gì đâu. Buồn quá. Chào chị. Đấy ngồi đây, ngồi đây. Trai đâu rồi? Còn bận nữa. Con trai đâu, con trai rồi. Đó, đây, ngồi đây, ngồi đây. Hôm nay à. Cà lô. Em đi, em đi rút mà ngồi em nhắm rút. Thôi giờ mời đi, người ăn mấy con cuối gọi cuốn cái gì, cái giò của. Từ trước từ trời, cả nhà không vui. Ai quay đừng có nói. Mình về tự nhiên. Tự nhiên đừng nói quay tao tự nhiên. Tôi ngại lắm. Giờ sao để vậy? Để làm gì méo mặt méo mỏ gì vậy? Không quay quay. À, người ta tao không sợ, tao sợ cái nhất cái máy hết. À, đừng nói, để nó khóc lóc gì la làm gì mình quay lại. Xong chưa? Xong chưa? Đây cái rượu này. Đây đây để con thử cho. Rượu này uống đâu có sảnh đâu mà sợ. Thấy không? Không. Không nằm trong chai chưa có gì đâu mà. Rồi, đừng lên đừng lên mà cái cả nhà coi. Vô từ từ chào anh Sơn vô nữa. Ê, mà vô anh Sơn. Rồi vô. Tôi đụng cái lỗ nó ngọt. Được, được, có quyền mà. Có uống được, uống được. Được, được. Rồi mình mời. Dạ, mình mời hết rồi. Cái màu này uống anh Giang này nè, có bỏ lộn trà. Đây, đây, đây. Ừ. Đây, đây chị hai. Cái này hay gì nữa. Ở đây nè chị đi nè cái ly này cũng không này đây ly của chị cầm mới dư vẫn được chị cầm mới dư vẫn được rồi mình mời đi mời cả nhà ở đây là như này mời có khách uống miếng chứ có uống này được rồi miếng ngọt có uống này đi có uống nước ngọt được cái nào cũng được cái nào cũng được giờ nè giờ xong chưa bây giờ bữa nay là một tết là mình nói đó là về quê hương là đến nhà đây nhà cô ông bố à, cũng mời hết cả nhà à, nước ngọt có rượu có đây mời cả nhà dùng vui chúc mừng cả nhà mình một năm mới tràn đầy hạnh phúc phúc như mà năm sau mừng ăn phát tài phát đạt. Dạ. Đặc biệt là anh hai chị hai nha. Với cậu Sơn, năm con một bắt người. Trời ơi. Cảm ơn anh nhiều. Năm con một nhiều. Cảm ơn cả nhà. Chúc anh sức khỏe đầy đủ, nhiều bạn hữu tiền vô đầy tổ. Cảm ơn cả nhà. Cả nhà có xem nước này. Cứ nhớ bác dặn luôn bác bảy, cứ nay năm con sổ mà. Rồi có sổ là dính tôi hết trơn luôn á. Tên đăng mà đuổi sổ luôn. Vậy con mà. Bây giờ ba chúc hết cho tụi con hết. Tên sổ là anh tên sổ luôn. Anh tên tên là tôi sổ. Là tên sổ. Làm ăn hết tiền. Mà có tin vui nữa à. Cho đến từ từ tới. Từ tới. Đâu bây giờ nó được cái món xài nó khác hơn cái món rau còn mời mấy cái nhà nghe cái này là da heo nghe da heo rồi chân giòn nhưng mà bên Việt Nam thì mình không biết bên kia mình nói vậy thôi da chân giòn nhà cũng ngon nói tay mà chân giòn sao làm á chị hai mời cái nhà cái món gỏi thì như khác nãy cái món gỏi thì nãy khác nữa khác à dễ khát luôn á dễ khát luôn á nó chua mà nó mặn trời mẹ ăn cho nhu qua ăn được không qua ăn hỏi nhu qua hả nếm được làm hả anh mua cái đó mẹ ăn thử đạo ủa anh mua hả nước á bài tiệm cái bên này anh hai làm nãy tao vậy mà em tự nó anh hai làm và chế biến chảo tao vô càng đang nấu nó biến chảo cái bột ta chế biến sẵn cái gì vậy hả bữa 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 thầy muốn làm cho làm tặng luôn cái này cũng xài được mắm tép luôn hay rồi. Làm được chứ không? Nó giòn không? Cái này mình có gì em ấy chứ đâu có đi mua đâu. Bữa đó là bán đồ. Bán đồ là sạch sẽ chả không có gì ra. Làm gì quý. Mua là gì ra á. Ngoài giờ còn thịt bò heo ngày này ngán. Quá. Anh hai mẹ nhà người ta cho được mấy chuyến thịt á. Ở về cái hôm qua tôi mua cá kẹo cái lóc ông nói tết có đồ ăn mua chi đó để ông ăn tôi gì em ngồi vô ăn cá kẹo nó ăn chua về ráp ăn cá kẹo bên chùa ngon thấy mòn hồi nay em học đi hai đêm lên hay vậy hai dạ chưa em chưa học hết 12 còn bên tụi Sơn mua ở đâu hả không cái đó tao mua chứ thầy đáng đi và chỉ lại thầy biết sao người mua người chở thì không biết ai mua không bây giờ nước mặn đây hiện nay nước mặn này á là con cá đến đồng à đến đồng qua tôi mua rồi cái rồi không sao thả rồi hồ nhóc cái tép đầu này không phải nói gì hay bữa nào người ta cái bà này mới bắt ấy đại tép mấy ngày nào ai mua cái chợ là còn ký đúng luôn á
người ta bán 120 thì bán đang nảy là có 100 ngàn à. Rẻ vậy? Ừ, rẻ dữ. Bán đang nảy luôn. Chứ mẹ tay bạc non. Tay bạc non mà mấy ngày nay ai mua cái đó? Mà lúc này mua này ngon á. Làm như tại sao mà kêu vậy? Mà kêu mà tao làm mà một cái lít. Bà đang nảy. Đưa là cái chỗ bán luôn. Cái cây cánh đời á, đang trên cái tên thì mày liếm cái tay. Chấm chấm mày. Đưa này luôn. Tết Tết. Đưa được á. Không. Chứ là bò, bò còn đâu mua. Sơn, mày điện thanh mình đánh chụp cái hình mà 43 với Tân mà tặng cái chào bông ha, bự bự nè. Rồi chắc trong máy tôi có nè. Đậu luôn á, con Tân gỡ mày hả? Máy là không có. Mới làm bên bữa 29. 29 hả? Thì mà em bắt rồi. Chính hai bán đâu tết. Em ăn gì vô? Cái gì mà anh cứ lên mạng là em gặp hết. Tại em anh không biết cái Facebook của em thôi. Chứ mà em đang theo dõi anh đang trong nhà làm theo dõi hết trơn luôn. Mà anh chưa chắc về cái Facebook của em. Dạ dạ con cảm ơn để. Để lấy cái ghế cho anh. Em còn biết Facebook của anh. Ngồi đây mà sợ gì? Vậy bác vậy vậy bác không nhậu với tôi áp bà Quyền bác thì sao à, bà Quyền hả đi trong vòng áp thôi. Vậy là quay nói đừng có ra ngoài là quay nói ăn chơi nói vậy cũng vậy tự nói vậy tự nhiên quá tự nhiên hay hơn chứ chứ mình mình nó là nhiều cái giờ giờ mình có thể mẹ qua lại được nhưng mà cái phải tự nhiên hơn đây uống nửa ly ba uống nửa ly ba đó ly vậy nè không phải men ly thầy cô biết nè cô biết đây đào ra giờ bưng ly đó sáng giờ chưa uống luôn á mà giờ cái bình trà mà giờ cái bình trà nghe chứ cái màu này đủ giống như trà đó năm mới à mới còn đáng à quá. Chị ly nhỏ em ly vườn đi. Ông muốn chấp gì? Ông muốn chấp còn rầy nên la lên nữa. Cái hai ông hai. Mua cắt bắn mồi nha. Mua cắt bắn mồi. Về hơn. Hai bả. Giờ sai được sắt. Rồi xong rồi. Được sắt. Em chúc chị. Nếu ai được sắt đựng sắt nó. Có em có mua chị đâu mà sắt được em. Chị hả? Ba hả? Mùng 3 là chị. Ở đây á, anh Tân á mùng 3 là mùng 1. Đây là ngày nhỏ ba của em. Còn chị 2 á là mùng 6 hả? Mùng 9. Mùng 9 ngày đó là cô Sơn. Cái cô bác. Con được rồi nào đi ngày nãy rồi. Rồi qua ngày nào đi ngày nãy. Biết ngày nào đi được đó. Ví dụ này. Tại vì bữa nào đi học lại. Em mùng 6 vậy. Em 6 mà tình hình chưa biết sao chị. Sao hả? Nhiều khi không biết nó nghỉ từ sừng tới hè sao. Nghỉ Tết từ sừng tới hè á. Nghỉ Tết từ sừng tới hè thì dịch á, chờ thông báo mới. Vậy hả? Vậy mời coi mà mần dịch nấu chào đi cho bớt hết. Mần chưa hết đi. Ta đâu quen mà. Gái thì đâu quen mày. Quen trai thôi chứ gái mệt lắm. Có quen mấy mẹ đàn bà nó quen con gái à. Quen độc thân rồi chứ mấy kia nó không dám. Không dám. Phải không? Thân đồ được. Sợ nó giạt cái mỏ em mất tiêu sao. Mỏ nó ăn nói để mỏ ăn nói. Thấy đâu nhiều chuyện nữa. Thì cũng vâng à cũng cái điều vâng của em. Nhưng mà sao anh thấy nhà chấm tre để có nói nhưng mà ở đây đó ở đây rồi, chỉ có cô quay chứ đây là chỉ có nông tép nông tép cái gì đó là cái này vừa cãi này vừa hấu này vừa giò không sỉnh ăn cho hết rồi anh hai sỉnh chưa cái đầu cái mũi tao mà nó cái đầu đang thui rồi vô ra cái đầu đang thui rồi râu bị dài. Bởi mà ba cũng cạo ra rồi cái cậu râu để vợ bỏ 5 triệu không? Bỏ cái gì? Bỏ là gì đâu để giữ thấy bà luôn chứ. Để đâu biết đâu đồng bà mà. Ê giữ không bây giờ không biết ai giờ giữ ai. Giữ ai á. Không này ba có ghệ ổng đeo theo giữ thường chết. Xuống dưới ngủ rồi ba nói ông ba đi sao mà. Tôi chưa có một râu tôi chưa già. Chứ một râu là già. À, ba con râu con bà bốn ba cũng nói cái vụ một râu già
ông kia lên bây giờ vòng vòng thấy cái con mèo ăn trên bàn cơ nó này chắc già thôi không dám đuổi ăn ngồi sạch cái bao giờ luôn ông cũng thờ ý mà cái bàn giữa nữa cái con mèo nó có cái trơn hồi xuống cái chút đó trời ơi thấy có rau quá bài cái này cũng để cho ông ăn luôn ông có chút ông chú múc hết rồi ông chú múc hết rồi cái tại giờ ông có ông già ông đi bốn cẳng chạy xuống múc mồi ông có ông rồi ơi ông múc mồi hết rồi cái đó là sự thật mấy ông già ông già thế nhà ăn nữa sự thật chứ không phải là tại vì trong bàn nhậu này nói cái người nào có rau lớn cũng phải kính nể người ta ông chạy vậy ông nghe vậy đi cho chạy ra trước ấy bưng đồ ăn xuống mà tới bên dạ, bên rồi nói thấy ông ăn để cho ông ăn bút cái dưới và dưới đem lên đãi rồi nè rồi cuối cùng là chịu nó ủa sao đây mày bưng xuống thì mình lum ra vậy ông nói thấy ông ăn thì bỏ em nói cho ông hả bây giờ về nè là đúng là hồi xưa ông bà là ông bà của mình đó là quấn căng không à cái thằng rể mới về nó nói đầy nó mượn luôn mà nó ông cụ luôn mà còn chú chồng nghe nó chú không sao thấy con mèo có râu chưa tỉnh ở đó nó quấn mèo cái bóp nó mày á có râu lên ăn bự ngồi mày nấu thêm miếng này nữa mà chắc còn mà ha lên ăn bự mày ngồi cái con mèo nó ăn hết rồi cái thằng kia chạy xuống uống dạ dạ thưa cha uống như mèo này cái dạ thưa cha uống với anh có râu này là cái ông già ông ăn hết rồi ông già ông chưa ăn dụng mẹ ông già đâu dạy ông cha uống với anh có râu này uống gì coi đầu nghe cái ông nói là thằng nào dạ. thằng nào bà già hơn tao có đầu ai nhà chưa muốn cản không có đầu ăn mọi người đó thôi mọi người đó ăn tao ai có đâu nè gì hai lâu lâu đủ ăn chưa cái cái gì hết đâu lại cũng có đầu mình có muốn cản tao mình lên gọi cái muốn cản nói dạ để con ăn á con ăn có một miệng mà mình này mới muốn cản nữa tha con đi nàng này nó có miệng một mà bằng bốn cẳng có miệng mà hai cẳng này không có nó ăn có miệng à nhưng mà bằng có bốn cẳng ông già ông tức mình ăn hết ở dưới đồ ăn ông nó sầm sàm vậy mà ra chợ bán đất ghê luôn nói nó vậy tao nghe lạ tao chạy lên tao mua mà chợ bán đâu có xịn anh này cậu đố à đố huyện thành phố này mà tên xã huyện thành phố huyện một cài luôn giúp hồi đó có một năm đó là tôi kể cho nghe có một năm đó là ông cũng như ông bà ngang á là hai anh chị chỉ có công gửi đất ha cha mẹ cho đều cũng nghèo cái đi bán đồ mũ cái con năm đó cái người khách tới nhậu cái chút mua mau bán đất mà ông tưởng đâu là mua mau bán đất năm đó ông mà một năm đó ông bán sao cuối cùng về ông bán đất luôn cái này ông đi mua chiếc xe tải mà xe tải của người ta là bán về chai á mà cũng hơi cũ về ông tròn rẻ ông lái làm đợt đó lên luôn rồi đi bắt đầu ngủ á hai ông bà bán chứ không có nói thêm nghe nhưng mà có cái câu mà mua mai người ta nói mua mau bán đất mà ông về ông tưởng đâu mua mau bán đất về ông bà giờ bán đất tiêu rồi bán đất rồi mới mua đồ đất lại mới mua đất lại là năm nay bèo bèo là tại mua đất là hết tiền hôm nay mới nợ nhưng mà năm rồi đó hồi đó bán một con ngựa đất ngựa đất hồi đó quá em không giống cũng cái lời chốt đó mua mau bán đất chơi không giống mua mau bán đất nhưng mà bây giờ nè chú nói vậy chú nói thiệt nha là chú có một cái số mền mùng bữa nãy anh hai mà anh giờ trên chú à nó có râu tiêu có râu có râu ha cái mà có râu khác ha tiêu rồi ông dùng là cái búa không cạo cái râu vậy mọi người sao nào tính từ thiện ra vậy từ thiện ra vậy nói tại vì năm nay á là anh cũng nói rồi nhưng mà sao nó giờ không được qua không hay nhưng mà anh tính của anh á ý của anh á là cũng cho á là cho dừng á là dừng không có nhiều năm chục mùng năm chục mền thôi chứ giống nhiều quá chứ sắp đứt thôi xích thôi cho anh không ngon thôi thôi bá bỏ ông đi chốt luôn đây có thể hả không có nghe đầu ông tốn mấy tỷ mà ông giấu anh em mình đó rồi chị hai không có giấu rồi chị em mình á không không bao giờ nó bậy là làm có mèo anh hai cho chưa chưa chuẩn bị
Chưa, nó sợ gọi mà nó biết sao không, bán người ta không có mua. Bán người ta không có mua thì tình á. Ủa anh tính xả cô à, xả cô hàng cái mà cái đồ của mình á, đồ la vỏ bậy à để cái năm, để tới Tết năm tới nó cũng rã tự động nó phân hủy. Bây giờ thà mình cho sớm người ta có cái tình lâu lâu anh em đi đóng nhau phải không, chứ đâu phải tôi bao bôi bác mua từ gần cần qua về đồng quan à, thì biết rồi phải rồi nghe, nhưng mà nếu mà không cho người ta thì nó cũng hơn rồi. Lâu lâu nhậu với coi đâu giấu như lắm. Đi đâu tôi đâu có nói thêm không đâu. Ông để thử tới anh rồi. Anh nói sẽ có. Ông để tới tháng 10 mà nó không trả thua không. Chứ không phải đúng rồi. Đúng rồi. Nó có hai người đắp vô nó rã rồi. Ờ có người đắp vô đắp. Con của ba. Thường thường giống như cái con sò rồi để của bài á. Nhưng mà nó sò rồi năm tháng rồi. Coi hai ông đó mà đi chung nói cha con ai nhìn ai ai nói gì vậy. Giống. Ờ giống thiệt luôn. Đặng đó là anh sẽ cho năm mươi vàng là cái mệnh mùng thôi. Ba đi đâu có nói không có ba đi đám giỗ ông cụ. Ờ bắt đơn chạy là hỏi ba liền. Thôi chừng nào cho thì điện qua anh. Dạ. Đồng số rồi. Đồng số à. Để nhớ đi nhớ đi. Ấy với tôi sân. Tôi nằm tôi cũng phụ coi là tôi cũng có số đi cũng cả. Cái gì kiếm đi. Cái gì em đỡ. Ừ dạ nhớ nhớ. Kiếm mày áo này mày áo này. Thôi trong họng rồi ông cục à. Không có đâu còn thời gian nữa. Mọc đang ở nhà ba. Ờ giờ ăn đi đâu ngậm vậy. Mà cái nhà rồi. Mẹ rồi. Coi. Quy chương vàng. Này quy chương đỏ. Chết rồi chứ. Lấy về. Anh nhường đèn nha. Em cảm ơn tay không. Lấy đi. Đây có giấy rồi. Cái miệng có chút xíu mà đưa miếng dưa bự chảng vậy. Bị dưa mềm gặp cái cứng cho á họng luôn chứ. Ừ. Bị dưa nó mềm vô cái mềm cái nó ép 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 vậy. Đổ thì chà giờ mới mai rồi. Giờ mới mai mới đi về. Bận không kỹ lưỡng cẩn thận về vậy quấn chó bận đầu dơ lắm. Ổng ổng là bị quýnh số bữa hôm tôi xuống nghe tôi nghe chết mày chưa mà giờ vô chứ thấy mặt mày em bắt đầu chưa ra chứ anh là bắt đầu coi sang nãy giờ biết giống chương trình chưa không vợ chồng son lại xấu kể tới xấu với nhau hay quá vợ chồng son vậy là bên đó mới biết nãy giờ tao giấu tao không nói á thằng này hai với tao có biết gì đâu. Để tôi kể cho nghe cái mũi chuyện hôm trước Tết á là bà này là bà bán ở tại chợ Nhân bà giữ đồ bà ở dưới bà buồn bà mới nói thôi có người này kia tới ngủ phụ thì mấy người gần bên tới cũng ngủ vậy đó ngủ gần vậy đó ông này thì ông ghen ông với ông cũng ngủ riêng ở dưới á ngủ cũng giữ đồ thôi mà không ai ngủ rồi giờ về là hai đứa giận nhau rồi mới sắp là hôm Tết nay hôm cách đây cũng mười mấy tiếng đồng hồ à đúng rồi cực khổ nhưng mà giữ nhau thì gần nhau tao nói chuyện hú hủ hỉ thôi cái gì đâu mà buồn thì vợ mai nghe mới mồm mắt mày đầu luôn chưa giặt luôn thôi giờ hai đứa làm quà đi hai đứa làm quà đi năm tay vậy năm tay đây năm tay đây còn nhậu hả năm tay đây còn hết chai thì ở về năm tay hòa đồng rồi năm tay đây bốn chập rồi đó thì nhau quên năm tay đây đó năm tay hết răng hết hàng anh nhé nắm tay lại đàng hoàng đấy. Rồi đấy. Nó về nắm tay tung tăng vui ca ngày tháng. Ờ có nói nha, có lý nha. Đâu có chè đâu. Nắm tay em thật chặt. Cầm tay đấy mà, tại đấy mà. Đi ra đang nãy mà. Nắm tay đi. Đi. Hai đứa này biết, tao nói nghe, tao nói nghe chơi luôn. Đừng quay nha. Đừng quay. Quê quá. Bóng chung à, bóng chung. Chứ hồi nãy mà nên đánh được cái mày hỏi chừng nào phát đang bữa nay nhiều kết thúc chưa nhiều kết thúc thì nó kết thúc dạ kết thúc đi không muốn quay tới đâu tao quay tới đó quay kết thúc hồi đó ổng làm hề cũng được lắm á chứ ổng ấy đắt vậy lắm hơn rồi sao ổng bán đắt lắm á bán vợ phải cưng á cưng không cưng em ơi chị một ngày nếu mà em bán về đưa 200 ngàn mấy anh kia nói em một câu nói vậy nè mày bán mà đem tiền theo á dạ bán đem tiền theo á cái tiền đâu bán dữ vậy bán đâu dữ hả
Có ăn bữa mới gần Tết là bao nhiêu tiền nói tôi nghe. À, đắt nhất là 17 triệu. 17 triệu hả? Một ngày. 17 triệu là được nhiêu? Dạ thì đúng chắc là 10 triệu à. Đâu dữ rồi, không tới đâu. Không tới, không tới. À, dữ không mà. Thôi em có 7 triệu chắc được. Tôi nói bán đồ mũ. 10% là 1 triệu 7 hả? 10% cái hồi xưa chứ giờ đâu có. Anh nói nghe. Có 10% là phải 17 triệu là lời được 300 không? 30%. Bao nhiêu? Ngày nhớ ra. Tôi nhớ ra. Có học đâu mà nhớ, nhớ biết nhân. Trời ơi nhân sao ta? Không biết nhân. 1 triệu là 300. Triệu 300. Triệu 7 là nhiêu? Triệu 17 triệu. Là nhiêu? 17 triệu. 5 triệu mấy hả? 5 triệu mấy? Trời ơi. Trời ơi, cái gì ta? Có đâu phải trúng hoài đâu. Một năm chỉ được là, một bỏ một. Một năm bán được một ngày. Một năm được một ngày. Hai ngày thôi bán được vậy. Nếu mà bán ngày thường, ngày thường thì 3 triệu mấy 4 triệu ngày thường á. Còn cái giống như là cái ngày của mình anh hai bán tốt nhất. Ngày nào là có bữa ngày 30 Tết á. Bữa ngày 30 Tết á. Nghỉ rồi. 30 Tết à. Nãy chưa 29 thôi. Ờ 29 có bữa một vậy á. Ờ, không có. Ừ, rõ ràng cái chứ. Có ngày mai ra cái ghi hình lại. Ngày 29 anh chị bán chỉ đó là 6 triệu thôi. Ừ. Vậy là 17 triệu có một ngày duy nhất à. Có được 4 ngày. Một đúng ngày. Có lấy, 26, 27, 28, 29, chỉ có 1 năm vậy đó, 365 ngày mà có được 4 ngày. Chào bà cô chú, quán chị em về. Ừ, thấy rồi. Ôi vậy. Ừ. Rồi. Rồi chị dây em dây. Ừ. Rồi. Rồi. Con đi được, con chạy xuống. Ừ. Nha. Ừ. Mà chị ăn tam đi, tại này tụi này không hứa vậy cho chắc ăn này chứ chắc có coi hay qua. Ờ, ra ngày nè, quay em. Ra ngày quay lên là mừng tân vàng lưỡi. Đi, 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 đi. Bạn vàng của ông Tân á. Ừ. Nhà hả? Cất nhà. Vàng là gì? Vàng nó là. Vàng là vàng giả không anh ơi. Vàng quá chừng luôn. Vàng giả không à. Vàng giả đưa đi tao chiếc đi. Rồi, coi cho là. Vàng giả không á. Đó, vẫn đặng. Anh hai tháng mấy cất nhà? À tháng 2 cơ. Tháng 2. Tháng 2 là âm lịch. 10 giờ. Vô vô rồi. 19. Có âm chứ. Vô người mình tháng 2 rồi. Đúng. Trên là cái ngày đậu đất mà em xuống không quay đậu đất rồi có rủ ăn uống gì không có à. Có ăn không hả ăn thì ăn suốt không ăn thì thôi nha à. Còn mà ăn thì mình có mua gì xuống không hay gì đâu sao hoạt động á đi tới là vui rồi có ra đi tiền cái gió còn wow. Không được đi tới là cái đó tiền đi kỳ lắm mà lấy tại vì động đất mà động đất mà phải không con lấy động đất à lại số một chín tháng hai không giờ giờ chị em mua bánh tét đi chín tháng hai cái ngày đó làm cho ngày của bác dạy tay gì vậy hả làm chín tháng hai chín tháng hai là ngày tháng chín khác rồi tâm hai chín còn là chín hai vợ cái đậu ơi đậu ở nhà của anh vợ chồng còn anh việc gãy tay không chồng bao nhiêu gãy tay nữa là cái đó là mình mới mua ở xã Xuân Phong vợ của rồi sai về nó gần nhau chưa bắt không chơi chưa là đợi chưa nhà phải chi số đẹp kha thấy đâu cao hơn mà đứng nó cao hơn bả gì ghê ta hay là cũng thấp nó cao hơn cao mà thằng chắn giờ anh chạy đi coi gói bánh tét quá anh đi không anh hỏi thôi nhà anh nhà tiếp khách đi em chạy với chơi được rồi sao cũng được dạ gần đâu dạ cũng gần lắm thầy thôi gì nên thường giờ con đi lấy gì mà em đi cũng không rồi năm mới thì cũng rồi. Chúc gia đình của dì Út Dượng Út cậu Sơn gia đình cậu Sơn gia đình của anh Tân được nhiều sức khỏe rồi nên ai mà hai nữa quên cũng vui ha bây giờ cũng sốt không chịu thấy không dạ gia đình có anh hai chị hai được dồi dào sức khỏe rồi làm ăn phát đạt vạn sự như ý à, bây giờ là cũng cầm của con chúc bây giờ Dượng cũng cộng ơn dạ bây giờ chúc bà tụi em là ở nhà quê thì các bạn coi và cô chú anh chị có coi thì nhớ đăng ký ký và kênh và cũng như ủng hộ mua đồ cho anh hai nếu như ở gần nhớ mà nói vậy tháng ngang hổng rồi ổng chưa có coi thêm gì đồng quê cái máy ổng lên lên Facebook không ổng lên Zalo có không lên tôi quay móc cái điện thoại ra coi điện thoại số sao lên được anh Tân không cái này cho vui này để chúc mừng giờ mày ăn mày các cô các chú trong mày già ngoài bên kia giờ là em về ha dạ rồi con cái nữ về quê cũng nhớ là cái kênh
à, hay hay thì xem mà xem mà đăng ký kênh dùm cho ủng hộ cho cái kênh của Hương Nhiều Quê. Mời và dạ, các con các chú và dạ, mời thôi giờ em đi nha. Ừ. Rồi. Đi nghe em có gì dạ. Điện Kha điện Sơn. Dạ hai em đi anh hai chị. Ờ, muốn đi ai đi mệt quá. Ừ. Dạ. Rồi lấy hai đứa con này đây. À, Tết á tụi Khánh là nhà lì xì cho hai đứa con, chúc hai đứa con à, học giỏi mau lớn. À, ngoan nghe lời cha à, mừng tin chuyện thuận với bà nội nha. Rồi thì của con. Ừ, con này của con. Ừ. Ủa mà Khánh nhớ nhớ được đi vô vào. Nhớ em nhớ. Ừ. Nhớ được vô đi rồi. Thôi em đi nha. Hả không nhớ anh đi thôi em đi đi anh ấy hạ đi em đi được rồi.